Chào các bạn. Bộ phim hôm nay kể về viên thiên thạch lớn đến từ vũ trụ, có thể biến đổi sinh vật địa cầu trong chốc lát. Bộ phim rất đặc sắc. Bạn nào muốn có một viên thiên thạch thì nhớ xem hết clip nhé. Ở nước ngoài có một gia đình, chồng là Nathan, vợ là Teresa. Hai người sinh được ba người con gái tên là Lavinia, con trai lớn tên là Benny, con trai út tên là Jack. Gia đình họ có một nông trại nuôi mười mấy con lạc đà. Cuộc sống trôi qua vô cùng hạnh phúc. Một ngày nọ, họ đang ngủ. Bỗng bầu trời xuất hiện một tia sáng màu tím, một viên thiên thạch lớn lao xuống vườn nhà nam chính. Nathan sợ hết hồn, ông vội dẫn mọi người ra xem. Thiên thạch này to hơn nhiều quả bí đao, nó tỏa ra ánh sáng rất kỳ dị. Khó chịu hơn nữa là thiên thạch còn bốc ra một mùi rất khó chịu, khiến gia đình họ suýt bắt khí hít vào. Ngày hôm sau, Nathan báo cảnh sát trưởng đến nghiên cứu thiên thạch này. Cảnh sát trưởng dùng gậy gỗ chọc vào viên đá nhưng không có phản ứng gì xảy ra. Thấy vậy, cảnh sát trưởng bỏ về, ông định bụng gọi chuyên gia đến phân tích. Đúng lúc này, Philip xuất hiện. Anh ta gớm lắm, Philip là chuyên gia nước ngọt, mục đích anh đến nông trường là để giải quyết nguồn nước ngầm. Sau khi nhìn thấy thiên thạch, Philip vô cùng tò mò. Nhưng nó là tài sản riêng của Nathan nên anh không dám hỏi nhiều. Benny dẫn Philip đến gặp Ezra ở trong khu rừng. Ông ta nhiệt tình rót nước mời Philip. Nhưng nhìn cốc nước vàng khè, Philip biết chất lượng nước không tốt, anh bèn nghiên cứu ngay lập tức. Qua kiểm tra, anh biết được nguồn nước ở đây bị thiên thạch làm ô nhiễm. Cùng lúc đó, trời đổ cơn mưa lớn, sấm chớp đánh mạnh vào thiên thạch. Sau một đêm bị sấm đánh, thiên thạch đã biến mất và để lại một cái hố. Philip đến tìm Ezra, nhắc nhở ông đừng uống nước ngầm ở đây. Ezra nói với Philip, dưới đất có tiếng người ngoài hành tinh. Philip tưởng Ezra trêu mình, bèn chạy đến nhà Nathan, nhắc nhở ông ta đừng uống nước ngầm, nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nói xong, Philip bỏ đi, anh định tìm người đến giúp đỡ. Nathan bỏ qua lời khuyên của Philip, ông vẫn để người thân tiếp tục uống nước. Ai ngờ tối hôm đó có chuyện thật, Teresa đang nấu cơm thì cắt đứt ngón tay của mình. Nhưng cô vẫn bình thường như không. Nhìn vợ bị thương, Nathan vô cùng lo sợ. Ông vội vàng lái xe đưa Teresa đến bệnh viện và dặn dò Benny ở nhà chăm sóc đàn lạc đà và hai em. Sau khi Nathan đi khỏi, chuyện kỳ lại xảy ra lần nữa. Jack nói với Benny, có thứ gì đó đang nói chuyện với mình ở trong giếng nước. Benny tưởng Jack trêu mình, cậu không thèm để tâm đến Jack. Benny rời đi, bỗng có một con rắn lạ từ giếng nước nhoi lên, cả người nó màu tím, đôi cánh thì sặc sỡ sắc màu, nhìn rất đẹp. Con rắn nhìn thấy Jack chỉ là một đứa trẻ ranh bèn quay ngoắt đầu bỏ đi. Vào lúc này, có một thứ còn kỳ lạ hơn nữa. Benny vừa lùa lạc đà vào chuồng thì chúng lại xuất hiện ở trong vườn. Benny rất tò mò, cậu nghĩ lạc đà có siêu năng lực nào đó. Nathan gọi điện về nhà nhưng không có ai nghe máy. Ông rất hoang mang, ông giục bác sĩ làm phẫu thuật sớm cho vợ rồi đưa vợ về nhà. Ai ngờ đến nửa đường, một con mèo lạ xuất hiện và mắt nó phát ra ánh sáng laser gây chói mắt Nathan. Nathan không hề sợ hãi, ông đạp chân ga phi thẳng về nhà. Ông nhìn thấy Jack đang nói chuyện với cái giếng. Ông nổi đoá lên, mắng Benny một trận, mắng cậu không biết trông em. Tiếp đó, Nathan đi tắm. Ai ngờ, mới tiếp xúc với nước, người ông liền thấy ngứa. Đã thế, trong nước còn xuất hiện những vật thể trong suốt. Ông tò mò cầm lên xem và bị cắn một nhát, vật thể trong suốt biến mất. Nathan sợ gần chết, ông rót ly rượu và thả vài viên đá vào. Ông uống một hơi hết ly rượu, nước tạo đá cũng đã bị ô nhiễm. Nathan bắt đầu quá trình tiến hóa. Da trên cánh tay ông nhăn nheo, ngứa ngáy vô cùng. Khi ông đang ngồi gãi ngứa thì Benny và Jack nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Hai đứa nhóc gan to chạy ra xem và vừa hay gặp phải một con chó biến dị. Con chó phát ra ánh sáng laser 3000 MW. Hai người tưởng lần này toi rồi thì bỗng Teresa chạy đến ôm lấy Jack và che chắn cho thằng bé. Sau trận phóng xạ cực mạnh, Teresa và Jack đã bị đột biến. Khung cảnh trông rất đáng sợ. Nathan nhìn thấy, bèn vội vã đưa Teresa và Jack vào nhà. Vừa mới thở được chút, Benny lại bắt đầu nghịch ngợm. Ai ngờ cậu bị một sinh vật biến dị chiếu phóng xạ vào người và tắt thở. Lavinia thấy em trai chết, cô vô cùng hoang mang sợ hãi. Lúc này, Nathan cũng bước vào giai đoạn tiến hóa đột biến cuối cùng. Ông mất hết tính người, ông kéo Lavinia đến trước mặt Teresa đột biến. Ông muốn Teresa chiếu phóng xạ để Lavinia cũng đột biến theo, bởi vì Nathan cho rằng đã là gia đình thì phải giống nhau, cùng nhau đột biến. Philip và cảnh sát trưởng chạy đến, hai người cầm súng vào nhà Nathan. Vừa hay nghe thấy tiếng kêu cứu của Lavinia, Philip dũng mãnh cầm theo khẩu súng chạy vào tìm Lavinia, nhưng bị Teresa đột biến dọa gần chết. Cảnh sát trưởng cũng sợ xanh mật. Nathan hung tợn mắm môi, dậm chân giết chết Teresa, còn muốn rút súng bắn chết Philip. Bởi vì da Philip đen quá, nhìn anh không thuận mắt tí nào. May mà cảnh sát trưởng đã bắn chết Nathan trước, Philip mới thoát được một mạng. Sau khi giải quyết xong Nathan, Philip nhớ đến Ezra. Anh vội dẫn cảnh sát trưởng đến nhà Ezra và phát hiện ông đã chết, nhưng Ezra đã để lại đoạn ghi âm nói cho Philip biết thiên thạch này có phóng xạ cực mạnh, nó có thể nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống nước ngầm khiến động thực vật biến dị. Phải nhanh chóng tiêu hủy phóng xạ thiên thạch mới giải quyết được toàn bộ vấn đề. Philip nghe xong bèn dẫn cảnh sát trưởng ra ngoài gọi cứu viện. Ai ngờ cái cây biến dị xuất hiện và giết chết cảnh sát trưởng. Philip sợ hãi chạy như bay rồi gặp được Lavinia.
Nhưng Lavinia đã uống nước ngầm, bị chiếu phóng xạ, người cô bắt đầu đột biến. Đúng lúc này, giếng nước bỗng phát ra nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cả bầu trời bỗng biến thành màu tím, Philip sợ xanh mật. Tiếp đó, một vụ nổ điên cuồng xảy đến, Philip bất tỉnh. Khi anh tỉnh lại, phát hiện toàn bộ mọi thứ xung quanh đã bị đốt cháy hoàn toàn. Cả nhà Nathan cũng đã biến mất, Philip chẳng quan tâm. Anh kể toàn bộ những gì mình biết cho lãnh đạo nghe. Sếp anh nghe xong biết là tình hình đang rất nghiêm trọng. Ông bèn xây một cái đập lớn ở gần khu nổ để tiêu hủy phóng xạ của thiên thạch. Bởi vì quá lao tâm lao lực, Philip đã biến thành một ông chú râu ria lởm chởm. Một thiên thạch vũ trụ đã bị chôn vùi dưới đập nước. Từ đó về sau, Philip đành ở lại canh gác đập nước đó. Bộ phim kết thúc. Xem xong bộ phim này, thử tưởng tượng nếu bạn có được một viên thiên thạch lớn, bạn sẽ làm gì? Hãy nói cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng bình luận phía dưới. Nếu là tôi sẽ đập nát thành bột uống như cà phê, chắc sẽ phê như chơi đá. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Nếu bạn có bộ phim nào hay, hãy bình luận phía dưới và nói tôi biết nhé. Hẹn gặp lại lần sau.